sai lầm. Vậy chúng ta đi quay trở lại như thế nào? Cô ấy nhớ ai? Cô ấy nhớ pha rằng nha. Đó, nhớ nha. Đó, nhớ pha rằng. Và chỗ này là cô B. Rồi, bây giờ câu 21. Chúng ta điền sử dụng chọn những câu dưới để điền vào trên này. Bây giờ cái này. Dear Jane, are you? I'm fine. À, nhà là nói thăm một sức khỏe rồi. Hỏi xem sức khỏe là dùng tại sao, cái gì, khi nào được không? Không. Chúng ta có dùng là how. Hỏi thăm một sức khỏe mà. Đấy. Cái câu số 2 21 sử dụng là how. À, tôi sống ở thành phố London này. Trường quốc tế International School List. Trường Anh ngữ quốc tế. À, vậy thì chúng ta sẽ dùng như thế này đây. Còn 22. Còn 2 sẽ là gì? In a point of. À, nói về địa điểm mà. Vậy thì chúng ta dùng giới từ nào đây? Ở trường Anh ngữ quốc tế là in a. Anh nghĩ là nhỏ hay lớn? Nhỏ thôi. Chúng ta dùng S. Và câu 23. Đây. 74. Ở với những các học sinh khác. Vậy thì câu 23 này là phải xem. Class. The class. 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 Rồi. Bây giờ. Đấy nè. À. Lớp 7A. Mấy lớp? Có một lớp 7A. Đời class được không? 7A rồi mà còn sáng hết xác định rồi mà còn gì nữa. Mình lại ra. Class đang có nhiều nè. Nhiều lớp có một lớp là loại nè. Cái đời lớp này là sai. Class này thôi. Đúng không? Đó. 24. Họ tất cả từ những đất nước khác nhau. Như là Pháp, Argentina, Thái Lan, Tây Ban Nha và Nhật Bản. À, vậy họ 24 ta đi xem. À. Tất cả là bao nhiêu các cuộc khác nhau. Dạ, thì họ đến từ các số khác nhau. Đây là A. Cậu anh, cậu áo đi. Cậu áo là vui lặng về cái tóc. Đúng không? A đúng không? A đúng không? Cái này đây đấy. Khác nhau. Đấy. A đúng không? A. Rồi 25. Tên. Tên. Thớt và ôi. Rồi 25. 25. Có 5 giờ mà. John Smith. Rồi. Giáo đây con. Của chúng tôi. Có 5 giờ mà. À, giáo viên của chúng tôi. Mà dưới vô, dưới đâu? Là gì? John Smith. Đúng không? Giáo viên của John Smith. Vậy là tên giáo, đúng không? Tên. Tên giáo viên. Rồi, tên đây. Tên là gì? Là nem. Những nem này là gì? Cũng được. Nem. Rồi. Rồi. Câu 26. He is very nice. Đẹp lắm. Đẹp trai nè. Funny nè. Vui vẻ nè. Rất tốt. Tốt là cái gì là 26. Teacher. Teacher. Man. Him. À. Vậy như thế nào? Rất là dữ. Man đúng không? Man là rất là nam tính. Rồi. Câu 27. 27. Mình thấy nè. New Job Lester. À, vậy ở đâu cái hàng đầu tiên của lá thư đó thì như thế nào? 27. Đây. Address. Name. Address. Rồi. Số điện thoại. Địa chỉ. Tên. Address. À, nếu address đây là có nhiều địa chỉ loại này ra. Đúng không? Điền cái hàng đầu tiên điền tên với điện thoại hay là địa chỉ. À, chúng ta thấy nè. À, tên số điện thoại là địa chỉ, địa chỉ với đúng không? À, rồi địa chỉ address. Bây giờ câu 28. Bây giờ mình thấy nè. 28 nè.
gia đình này nè, tôi với gia đình người anh là ông bà Rao, ông bà Rao đã thấy này. Đã. Bây giờ sao đây? Tôi thì như thế nào? Đấy. Sống, live, living, qua live, đại quá khứ này. Đã. Living là từ danh xác, live là một là live, hai là live. Ở hiện tại hay quá khứ? À, hiện tại hay quá khứ? Hiện tại nó đang sống với ông này ngọt. Cho nên là gì? Clip, clip nhiều mẫu. Rồi, câu 29. Bây giờ là ông bà Rao có ba đứa con. Đúng không nè? 29. 29 mình thấy nè, có ba đứa con. Phải là số nhiều đúng không? Số nhiều chúng ta dùng nhiều. Have, I have. Will have, I have that. Hết đời là quá khứ, will have là tương lai, have là has. Gia đình á, thì hai người đúng không? Không có dùng là has được, số ít, hay dùng là have là số nhiều. Và 29, rồi, 29 giờ là 30. Andrew, 13 tuổi, Catherine là 9 tuổi. Họ rất là thân thiện, gọi là 30. Câu 30, 30 mình thấy này, chữ very, very to, true, it's her. Mình rất thân thiện, đúng không? Very, very, bây giờ là chữ very, from. Very, cái, rất là thân thiện. Bea, nó to be rồi, chọn là very, rồi, đấy. Rồi tiếp tục là Malaysia, divide là thân kia. Two reason là hai vùng. Vậy các trường hợp này nó chỉ chi là nào? Divide thì nó sẽ gì? Nó sẽ đi vào giới từ này. Có nghĩa là gì? Phân chia thành. Tu là đến, on là trên, in là vào, in true là phân vào và ra. Vậy là gì? Phân chia thành hai phần. Hai phần sẽ là gì? Divide into. Đã. Tại trường hợp này chúng ta dùng là D, divide into. Số 2, cô ta thường đi đến đâu để mà cầu nguyện, bởi vì đạo của cô ấy là đạo Islam. Vậy là đi đâu? Thứ nhất là nhà thờ, church, Kairos là chùa, temple là đền miếu, hay là mosque là nơi nghĩa trang. Vậy á, cầu nguyện thường thường hay đến là gì? Đến nhà thờ, nên mình phải dùng là church. Câu số 3, Mary đó thật sự như thế nào? Bởi cái đẹp của Hà Nội. Thứ nhất là Israel, immersion, immersive, immersive. Bây giờ chúng ta nhìn thấy này, bây giờ các dạng của từ, động từ, danh từ, tính từ. Bây giờ thấy rally, rally là trạng từ này. Chắc chắn là nó phải gì? Cô tính từ. Impress. Impress sẽ được hồng dành từ impressive. Một impressive, hai impressive. Và đây chỉ là trường hợp này là gì? Thật sự rất ấn tượng. Cái việc của Hà Nội. Vậy ấn tượng là gì? Là impressive, là câu C. Và câu số 4. The United States has around 250 million. Có nghĩa là gì? Hoa Kỳ á, Hoa Kỳ có cái gì? Khoảng 250 triệu. Thứ nhất là gì? Population là dân số. Separation là gì? Phân chia. Addition là thêm vào. Introduction là hướng dẫn. Vậy những cái này nó không có liên quan gì về do về 250 triệu cả. Vậy thì chỉ có cái là dân số thôi. Không. Population là câu A. Câu số 5.